Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Trong tủ lạnh của mình có cái này nè. Sau đó cái này mình đã order từ hôm qua rồi, để mình tính review cho các bạn. Nhưng mà hôm qua mình đi về trễ đó, mình đi về trễ đó. Thì ở đây chúng ta có bánh mì than treo. Các bạn nghe tới bánh mì than treo là chưa? Theo hướng dẫn của shop á, thì mình sẽ bỏ trong tủ lạnh để có thể bảo quản được một tháng nha. Ở đây mình có một tờ hướng dẫn sử dụng nè, hướng dẫn bảo quản bánh mì đúng cách đó, các bạn thấy không? À, mình kể một chút thì bây giờ các bạn biết tới Facebook Ads đúng không? Thì mình được quảng cáo đó. Chắc là do mình hay tìm ngủ cóc rồi nên là Facebook xác định mình là cái target của họ, nên họ quảng cáo cho mình. Xong mình thấy cái tiệm này cũng hay hay, các bạn học luôn về mình đi cũng sẽ biết. Đây là một bánh mì đen xì xì, các bạn thấy không? Trời đen ơi là đen, thì nó là bánh mì than tre, cái gì không tinh bột dùng để giảm cân á. Bộ ở nhà sẽ sắt thành 16 lát, đây có một gói thuốc bảo quản. Đó, một cái miếng bánh của nó sẽ là như thế này, các bạn thấy không? Trời nó đen xì xì luôn, nhìn như mé xíu ít. Khi ăn á, thì mình sẽ bỏ vô lò vi sóng quay hoặc là áp chảo lại, thì chắc là mình áp chảo thôi. Đây thì trên cái vỏ nó sẽ có nè, sandwich than tre nè. Đây là tên tiệm bánh, thành phần nguyên liệu này, mè đen, bột lúa mạch, than tre, mật ong. Rất là ngon và thơm thật sự. U có cả bảng thành phần dinh dưỡng nè. 30g thì sẽ có 30g sẽ có 92 kcal, rất là ít đúng không? Protein, carbohydrate và fat, xuất xứ này. Xuất xứ rồi đây là ngày sản xuất, ngày 24 đó là ngày qua lúc mà mình mua. Có mà đặt nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành áp chảo nó nha. Đầu tiên là cho chảo nóng lên. Thật ra thì các bạn cũng có thể cho dầu hoặc là cho bơ, nhưng mà mình nghĩ là nếu như quảng cáo để giảm cân thì thôi, mình cứ áp chảo sơ sơ lên vậy, ăn thử xem nó thế nào rồi lần sau mình sẽ quyết định là nên cho dầu hay là cho bơ vào đây. Mình nghĩ là nếu như mà nhà bạn nào có lò vi sóng thì mình dùng sẽ tốt hơn. Có lò vi sóng thì nó sẽ tốt hơn. Quay cho các bạn xem cái cục bánh đen thui thui rồi đây. Rồi đen đúng than luôn, không biết cái này là bánh tre thật hay là bánh mì. Đây. A few inches later. Nè, khi mình lên phòng thì đây là ba đứa con gái ngủ của mình. Một đứa này chắc đang ngủ hay gì? Nó các bạn thấy không? Trời thật sự hạnh phúc lắm luôn á. Đó, một đứa này làm mặt ra đó các bạn. Sáng mà không có chúng nói thì buồn chán lắm. Mình đã lên tới phòng rồi đây, và các bạn xem mình có gì đó. Một chiếc mè còn ngái ngủ đằng kia. Còn đây là bánh của chúng mình, như các bạn đã thấy đó, là bánh đen ơi là đen thế này. Thì thật ra có một cái sự nhầm lẫn hơi nhẹ đến từ vị trí của mình, đó là trước đây mình đã từng dùng cái loại sandwich đông lạnh. Nhưng mà cái bánh này thật sự là cách hâm nóng ngon nhất á, là các bạn bỏ trực tiếp cái bánh mà đen từ cái ngăn đá đó và cái chảo nóng luôn. Và áp chảo như mình lúc nãy á, thì cái bánh nó sẽ mềm hơn và thơm hơn, tại vì trong cái bánh nó đang có một cái độ ẩm nhẹ nhẹ. Còn nếu các bạn bỏ vào lò vi sóng á thì nó sẽ bốc hơi hết. Nếu như các bạn đã từng quay cơm lò vi sóng thì các bạn sẽ để ý đúng không? Thì cái lò nó sẽ làm cho hơi nước ở trong cơm của mình nó bốc đi hết luôn, vậy là cơm của mình nó khô rang, thì cái bánh này nó cũng sẽ như vậy. Về chính cái chỗ mà miếng bánh mình đã nhắn cho mình mà mình không đọc á, là nếu các bạn bỏ vào lò vi sóng thì dễ có hiện tượng là bánh sẽ bị dai, cho tới rất là dai. Các bạn nhớ nha, xin lỗi các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ thử luôn cái bánh này. Về là bữa sáng mà cũng là ở nhà nên là mình sẽ thấy các bạn luôn là sẽ bẻ ra luôn. Thôi đó các bạn này, mọi người có thể thấy. Nói chung là mình không biết các bạn thấy được không, tại vì nó cứ đen xì xì thế này. Để mình thử nha. Mình nghĩ là mình sẽ không chèn nhạt vào đâu. Nó như kiểu là một cái clip ăn uống mất bay. Ngon. Khá giòn. Để mình nhớ coi cái vị bánh này nó quen lắm nè. Bánh nướng. Khá thơm. Thôi mà mình bán bánh lên thì ba đứa con của mình nó bu. Nó là bánh sandwich bình thường nhưng mà nó có một tí thơm thơm như kiểu phô mai á. Mình nghĩ nó là do cái mùi của than hoạt tính khi mà mình hâm lên á. Các bạn có bao giờ bị đau bụng
mà mình uống những cái thuốc mình theo hoạt tính nha. Đừng có quay giết vô mặt khán giả con. Ở thì cái mùi nó cũng như vậy á. Mình nghĩ là do mình áp chảo hơi lâu á, nên là nó hơi bị khô một chút, nhưng mà bù lại thì cái bề mặt nó khá giòn. Rồi nếu như các bạn thích ăn mềm mềm á, thì mình áp chảo ít thôi. Và nhớ là để nguyên cái bánh lon lặt đó để áp chảo nha, thì nó sẽ mềm hơn, đảm bảo được cái độ dai của bánh. Thì ở đây cho thêm thông tin mà hãng cung cấp á, cái tiệm bánh đó, thì là bánh mì than tre không bỏ chất bảo quản, có thành phần nguyên chất từ lúa mạch đen. Thời tiết nóng ẩm không tốt cho bánh nên chị đem về bảo quản lâu giúp em. Ở đây có cả bánh mì keto, bánh mì đen yến mạch nè, các loại biscuit. Bánh mì đen than tre, đúng tính chất than tre là phải đen bóng và không màu bóng mắng như thế này. Nhìn thùi các bạn thấy không? Đen. Phương pháp giảm cân bằng than hoạt tính rất phổ biến ở Nhật vào những năm 80. Sau đó do nhiều xu hướng nổi lên mà phương pháp này không còn được sử dụng phổ biến nữa. Nhưng sau khi trải nghiệm nhiều phương pháp giảm cân khác nhau thì người ta mới nhận ra được rằng khả năng giảm cân từ than hoạt tính rất khó có một sản phẩm nào có thể thay thế được. Do đó việc thiết kế kết hợp giữa dòng bánh ăn kiêng cùng than tre tạo ra hương vị mới lạ. Thật sự là rất là thơm nha, mình nhắn lại là rất là thơm. Nói chung là mình chỉ review cái bánh này thôi, còn nếu như mà các bạn thích thì các bạn có thể tìm, tại vì đứng cái tiệm bán bánh này cũng nhiều. Bánh này của ta mà, mày ăn cái này đi. Than tre là carbon được đánh giá bổ ích và sạch nhất, bổ độ tinh khiết và những dưỡng chất quý giá bên trong như canxi, kali, sắt và natri. Than tre hoạt tính được sản xuất bằng cách nén và đốt cháy phần thân tre ở nhiệt độ rất cao. Điều thú vị hơn là sau khi trải qua quá trình carbon hóa, than tre sẽ có diện tích bề mặt lớn hơn cùng với khả năng chống thấm hút các hóa chất và khoáng chất sóng điện từ và các chất có hại khác. Cái này mình không confirm nha, mình chỉ đọc thôi. Và một điều vô cùng thú vị đó là bột than tre được ứng dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm khi được dùng trong việc chế biến thức ăn. Với việc sở hữu nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như canxi, muối khoáng hiệu quả giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả, bột than tre từ lâu đã được người Nhật Bản ứng dụng để chế biến những món ăn vừa ngon vừa bảo vệ sức khỏe. Một số món ăn được chế biến từ than tre như bánh gối, sushi, mì ramen. Nếu như mà các bạn biết một cái shop nào đó mà các bạn tin tưởng là bán bánh mì than tre thực sự rất ngon thì hãy bình luận dưới đây cũng như là recommend cho mình và mọi người cùng biết nha. Còn cái này là mình biết do Google Ads thôi. Facebook Ads chứ mình nè. Chứ thật sự là trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới cái sản phẩm bánh mì than tre nè. Khi mà mình ăn keto á, nói chung là nó là một cái quá trình vất vả lắm, nhưng mà mình kiểu đang ăn tinh bột quen rồi, cái mức năng lượng hàng ngày của mình đã quen rồi, sau đó mình chuyển qua keto á, cắt giảm tinh bột thì mình đã bị ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày khá nhiều. Và cái việc ảnh hưởng đó, cái công việc hàng ngày của mình không cho phép là ảnh hưởng quá nhiều như vậy trong một thời gian cũng khá nhiều á, nên là mình đã quyết định dừng lại. Sau khi keto thì mình chuyển qua ăn eat clean á, thì chúng ta sẽ đổi qua là gạo lứt nè, hoặc là những cái bánh bằng yến mạch nguyên chất, ngũ cốc nguyên chất và không sử dụng bột mì á, thì những cái bánh đó nó hơi khó ăn một tí. Thật sự là hơi khó ăn tại vì chúng ta đã ăn tinh bột quen rồi, khi ăn những cái chiên nó lợn lợn mà nó cười lắm, nhưng mà cái này ngon à. Nếu thật sự mà nói bằng yến mạch ngũ cốc nguyên cám và bột than tre thì cái này rất là đáng để thử, ngon các bạn. Mình không biết là ăn thế này nó có giảm cân hay không, nhưng mà ăn tầm nửa miếng, ăn một miếng thôi uống nước vô là các bạn đã thấy cái bụng mình hơi đê rồi đó. Bánh nó giòn và thơm mà có mè ngoài mè ngoài nữa. Hai cái nhỏ này mình làm mè mình nó cũng thích ăn bánh nữa, đẹp nha. Rồi đang ngủ say sưa. Các bạn là bây giờ thử có bánh mì than tre theo hạt tính này cho, nếu như mà thử rồi thì hãy bình luận dưới đây cho mình biết cảm giác của các bạn. Mục đích của video này là giới thiệu một cái loại bánh ngon ăn sáng vui miệng thôi, chứ 110.000 cho một ổ 16 lát không biết là mắc hay rẻ nữa. Nhưng mà so với cái bánh mì trắng bình thường mình ăn thì là giá cao hơn rất nhiều mà. Nhưng mà với những cái nguyên liệu được giới thiệu như vậy đó, thì là xứng đáng. Mà bánh ở đây là được cái xưởng dưới Nha Trang nha. Xong rồi khi mà làm bánh ra một cái là ship lên Đà Lạt thì làm 3 tiếng là bánh có trong ngày luôn. Hôm qua lúc mà bánh chuyển lên đó, thì mình có sờ mình thấy bánh rất là mềm, khá thơm, thì mình rồi bỏ vô ngăn đông luôn. Tới hôm nay mình mới mở ra qua được. Các bạn xem. Mình cứ nên đổ hay là mất bay không đó. Mình thấy mình ăn gì rất là ngon.
con người khó giảm cân. Cái gì chứ giảm cân nó là quá trình các bạn, mình không có nôn nóng được đâu. Không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu là dập tắt bất đạt đúng không? Cái gì vậy phải từ từ và phải thật sự rất là kiên nhẫn. Còn một xíu rồi lấy ăn tiếp. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông nha, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt. Ăn rồi xong giờ tạm biệt mọi người đi. Tạm biệt.